Xin chào các bạn nhé. Ở clip hôm nay chúng ta vẫn chưa vào học được cái gì cả. Hôm nay chúng ta sẽ vào một cái nội dung quan trọng để chuẩn bị cho cái việc bài học cụ thể ngày hôm sau. Trong bài hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn hai nội dung. Nội dung thứ nhất là hướng dẫn các bạn chọn đàn để các bạn định hướng là chúng ta sẽ chọn đàn classic hay là đàn acoustic. Cái câu hỏi này hầu hết các bạn mới chơi đều thắc mắc và đều phân vân. Các bạn không biết là mình nên chọn đàn dây sắt hay là dây ni lông. Tôi chọn gọi thế cho nó dễ nhớ nhé. Dây sắt thì là đàn acoustic, còn dây ni lông là đàn classic. Đấy, tôi trả lời luôn ở trong cái phần này để cho các bạn dễ quyết định và lựa chọn. Nội dung thứ hai, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh dây đàn cho nó đúng. Nếu mà chúng ta không chỉnh đúng được dây đàn thì chúng ta đánh, nói chung là đánh sai. Ở đây ngay bước đầu tiên tôi sẽ phân biệt cho các bạn đàn classic với đàn acoustic nó khác nhau thế nào để các bạn lựa chọn nhé. Khác nhau đầu tiên ấy, như hôm trước tôi nói, đó là đàn acoustic thì nó là đàn dây sắt, thì âm thanh nó sẽ vang và đanh. Âm thanh nó vang và đanh ấy, thì nó sẽ, nói chung nó sẽ nghe nó sẽ phù hợp với các cái dòng nhạc như là đệm hát và các cái dòng nhạc hiện đại hơn. Còn đàn classic thì nghe cái tiếng nó sẽ hơi trầm trầm và hơi tối tối, nghe nó nói từ tối thì nó thực ra nó không phải lắm, nhưng mà thực ra thì mình cảm giác là mình nghe cái âm thanh của dây sắt này nó sáng hơn, nó vang hơn. Còn cái dây ni lông ấy thì nghe nó cổ cổ. Đây mình sẽ đánh cho các bạn nghe trực tiếp nhé. Đây là dây sắt này, đây là đàn tôi đang cầm, là đàn dây sắt đấy nhé. Đấy, bây giờ cái dây dưới là dễ phân biệt nhất này. Tôi đánh một đoạn ở dây dưới. Bây giờ sang cái dây ni lông nhá. Dây ni lông nghe nó hơi, nó không vang mà nghe nó hơi cổ cổ. Đúng như dùng cái từ cổ điển ấy, đàn cổ điển ấy. Đây là dây ni lông. Không được vang cho lắm, nó mang những đậm chất là ni lông. Khác nhau nữa là về cái cần đàn. Cái cần đàn ấy thì cái cần của đàn acoustic này nó nhỏ hơn. Do đó là khi chúng ta bấm ở trên đây, bấm hợp âm này thì nó sẽ hơi khó hơn cho cái việc mới tập ấy, nó sẽ hơi khó hơn một chút vì nó dễ chạm vào các cái dây bên cạnh. Đó thì nó mới tập nó sẽ hơi khó hơn một chút. Dây sắt ấy nó khác cái dây ni lông là, nhất là cái cần đàn nó nhỏ này thì chặn ở đây nó hay bị va một chút. Có nghĩa là mới tập thôi nhá, khi chúng ta quen rồi thì nó không phải là vấn đề nữa. Hai là bấm dây sắt mới tập nó sẽ đau tay hơn. Đấy. Thế còn về định hướng lựa chọn thì sao? Tôi thì ban đầu ngày xưa mới chơi ngày xưa thì tôi cũng chọn một cây là classic. Sau đó thì một thời gian sau thì tôi lại đổi sang acoustic. Thực ra thì như này, nếu mà các bạn mới chơi tôi vẫn nghĩ là chúng ta cứ chọn một cây acoustic. Còn nếu bạn nào thì sợ đau quá, như bạn nữ chẳng hạn, thì chọn classic. Nhưng tôi nghĩ nếu mà chọn classic thì kiểu gì sau này các bạn cũng đổi sang đàn acoustic thôi. Tôi tin là phần lớn là đều như thế, vì ai cũng thích cái tiếng nó vang vang ở đanh của acoustic mà. Ít người thích cái đàn tiếng của classic lắm. Về cái việc tập luyện thì cái nào nó cũng thế thôi, nó không ảnh hưởng gì đến việc tập đâu. Tôi cho rằng nó không ảnh hưởng. Các bạn đánh được nhiều bài, ít bài, đánh hay nó cũng không phải do chúng ta chọn đàn nào cả. Đàn classic ấy thì đánh nó đỡ đau tay hơn, và mới tập được khoảng một vài tháng đầu thì nó bấm nó dễ hơn. Nhưng về lâu dài thì nó cũng như nhau, về sau thì bấm quen thì cái nào cũng như cái nào thôi. Đàn acoustic thì chúng ta đều học được cái số lượng bài như thế, mà classic đều học được cái số lượng bài như thế, dòng nhạc như thế. Còn nói phân tích sâu về phần để chúng ta dễ lựa chọn nữa này, nó phù hợp với dòng nhạc nào. Đàn classic thì nó phù hợp với cái việc chúng ta đánh các cái bài cổ điển, cái dòng nhạc cổ điển ấy. Mà ngày xưa các ông kiểu mấy cái bài như là Du Măng với lại Đám Cưới Tình Yêu đấy, thì người ta hay đánh bằng cái bài bằng cái đàn classic này. Còn chúng ta đệm hát hay chúng ta solo hay là tỉa
thì chúng ta hay đánh vào đàn acoustic này, thì thanh niên chúng ta chủ yếu là đàn đệm hát đấy mà. Và trong cái phần học này của tôi ý, tôi sẽ dạy đệm hát thôi, vì sang cái lĩnh vực khác tôi cũng không thể hướng dẫn được, tôi chỉ hướng dẫn được đệm hát cơ bản thôi. Chuyển sang nội dung hai, tôi hướng dẫn các bạn cách căng dây đàn để cho nó chuẩn nốt. Chúng ta phải căng được dây đàn thì chúng ta mới đánh được. Dây này là dây mì, trên máy sẽ hiện là E2. Dây này dây là, trên máy hiện là A2. Dây này là dây D, trên máy sẽ hiện là D3. Dây này là dây son, trên máy sẽ hiện là G3. Dây này là dây si, trên máy sẽ hiện là B3. Dây dưới cùng là dây mí, trên máy sẽ hiện là E4. Đấy, thì các bạn quan sát vào cái sơ đồ nhá, các bạn nhìn sơ đồ nốt này. Đây cái khóa đây, chúng ta sẽ vặn thế này thì nó căng lên. Đây, chúng ta vặn như thế này là căng. Đấy, nó căng, nó sẽ cao lên. Còn vặn ngược lại thì nó trùng chỗ này. Đấy, vặn như này là trùng. Còn cái ba cái dây dưới này, đây ba dây dưới đây, ba dây dưới thì chúng ta vặn như này là nó căng này. Đấy, nhá. Vặn theo cái hướng là đẩy ngón cái, đẩy ngón cái là cao trên đấy đấy, đẩy ngón cái là dây cao lên. Cái dưới này đấy, vặn theo cái xu hướng là đẩy ngón cái, được chưa? Ngón cái đẩy. Còn nếu chúng ta vặn ngược lại thì dây nó trùng đi và nó nốt nó thấp đi. Và đây ngay bây giờ tôi sẽ làm một ví dụ nhé. Tôi sẽ cho cái này nó trùng đi để tôi làm mẫu cho các bạn. Em đi, chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm này. Các bạn nhìn tên luôn nhá. Tôi đọc tên này nó là Pro Guitar, ở trên Android. Còn nếu mà trên iPhone iOS thì nó sẽ là Tuner Live. Cái phần mềm trên iOS thì tôi giới thiệu rồi. Bởi vì sao tôi lựa chọn cái này? Cái này thì tôi còn đo được cả ngoài đàn, tôi còn đo được cả sáo và các nhạc cụ khác. Nó hiện luôn là e mấy. Nó nhiều phần mềm nó không hiện là e mấy đâu. Thì mới chơi chúng ta căn dây đàn hơi bị khó đấy. Chúng ta có thể xác định sai e mấy. Ví dụ dây mi 4 là e 4 mà chúng ta vặn quá là e 5 là nó đứt dây. Đấy. Thế đây chúng ta tôi mở lên nhá. Giao diện của phần mềm đây. Đây tôi sẽ chiếu nhiều vào cái màn hình này, nó sẽ tối đi một chút nhá. Đây chúng ta đang muốn chỉnh cái dây trên này, nó là E2 đúng không? Chúng ta gảy thử xem nó đang là gì rồi. Nó đang là C2. Đấy, C2 à, nó quãng 2 rồi nhưng nó C thì muốn chỉnh lên E. C D E mà thì chúng ta phải vặn căng lên để nó lên E này. C thang rồi. Vặn đi lên D rồi. D thang rồi, vặn tí nữa lên. Vặn tí nữa là lên E này. Đấy, nó lên E2 rồi. Đấy, lên E2 rồi nhá. Kim nó đứng ở giữa là được. Kim nó chỉ ở giữa và đồng hồ này nó xanh là được. Dây tiếp theo đây. Đây, chúng ta tiếp tục chỉnh dây tiếp theo này. À, đang là F2 rồi. Dây tiếp theo đang F2 mà mình lại muốn chỉnh là A2 cơ. Thì mình đếm này. C D E F G A. Đấy, vậy là mình phải tăng lên, vặn căng lên. Căng cho lên đến A2, nó đang là F2 mà. C D E F G A. À, mình vặn nữa lên cho nó lên F này. F thăng này. G này. Đấy, nó sẽ lên A2 rồi. Đấy, như vậy là nó chuẩn rồi. Nó đã chuẩn lên đến A2. Dây tiếp theo là dây dây tiếp theo đây là dây D3, mì là dè, D này D3 nhá. Dây này thì vẫn là ở C2 này, thì vậy chúng ta phải vặn nó căng lên để lên quãng 3 đã. À, nó lên C3 rồi. C3 này, CD này chưa lên D, vặn căng nữa cho nên lên D. C thăng. Đấy, lên D3 rồi. Xanh rồi, kim xanh rồi, thẳng ở vạch ở giữa rồi.
Đấy, như thế là các bạn hình dung chưa, các dây dưới từ tự này, đây là E2 này, A2 này, D3 này, G3 này, B3 này, E4, thử E4 nhé. Đấy, E4 thì chọn là hơi thấp một tí thôi, C cũng chọn rồi, G cũng chọn rồi. Đấy, như thế các bạn hình dung ra chưa. Đây còn cách thứ hai, cách chính thứ hai này, tôi hướng dẫn các bạn cách thủ công của thời xưa này. Cách thứ hai đây thì tôi muốn giới thiệu với các bạn thôi, chứ đối với những bạn mới tập thì nó không hữu dụng cho lắm. Vì nó thứ nhất là nó phải dùng cái khả năng cảm âm bằng tai, thì đã mới chơi thì cảm âm nó lại hơi khó. Và cái trường hợp này nó thường sử dụng khi đàn nó chỉ sai một vài giây thôi. Có nghĩa là trong quá trình chúng ta sử dụng ấy, chúng ta va vào cái khóa này này, chúng ta vô tình va vào khóa làm nó sai dây thì nó sai một hai giây thôi. Thì chúng ta sẽ dựa vào một cái dây nào đó đúng để chúng ta chỉnh. Thì thường là chúng ta dựa vào cái dây cuối cùng này, dây mí, dây thấp nhất. Thì nếu mà dây thấp nhất khi là chúng ta buông hết này là mi 4, thì chúng ta sẽ chỉnh các dây còn lại theo cái dây mi 4 này. Thì đây các bạn quan sát nhá. Đấy, trường hợp nó sẽ sai một số dây thì chúng ta biết rằng cái dây mi 4 này nó tương đối chuẩn, thì chúng ta sẽ chỉnh các dây khác theo. Chỉnh dây trên này, dây số 2 là dây C này. Đấy, dây C thì chúng ta chặn ở đây. Thì hai dây sẽ kêu giống nhau, chặn ở đây nó cũng là mi 4 mà. Dây dưới là mi 4 nhá. Thì dây trên cũng phải là mi 4. Chúng ta chặn một khuôn này, 1 này, 2 3 4 5, khuôn thứ 5. Chúng ta chặn khuôn 5. Nếu mà chúng ta nghe nó thấp hơn thì chúng ta phải căng cái dây này lên để cho nó bằng cái dây mi 4. Đấy, mi 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 mi. Đấy, cách căng là như thế. Còn khi cái dây này nó chuẩn rồi thì nó sẽ là thì chúng ta lại căng cái dây thứ 3 này theo cái dây thứ 2. Cái dây thứ 3 thì khác một chút là chúng ta phải chặn được số 4, khuôn thứ 4. Đấy, tất cả các dây trên này đều sẽ chặn ở khuôn thứ 5, riêng dây thứ 3 này sẽ chặn ở dây khuôn thứ 4. Đấy. Si 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 si. Đấy, chúng ta sẽ đọc miệng theo nốt đấy, cảm âm mà. Si 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 si. Đấy. Sau căng xong cái dây số 3 rồi thì chúng ta lại căng cái dây 4 theo dây số 3. Dây số 4 thì lại chậm ở khuôn 5 thế này. Nghe giống như dây số 3. Son 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 son. Đấy, tương tự dây trên thì lại đo dây số 5 để đo theo dây số 4. Chậm khuôn thứ 5 vào. Tiếp theo xong dây số 5 thì chúng ta lại đo cái dây trên cùng là dây số 6 theo dây số 5. Đấy. Để chúng ta cứ nhớ là đo dây trên chặn khuôn này đo theo bằng mấy nốt của dây dưới. Dây ngay liền kề bên dưới. Duy chỉ có cái dây số 3 này là chúng ta chặn ở khuôn thứ 4 thôi. Còn các cái dây còn lại sẽ chặn ở khuôn thứ 5. Đấy, cái này chỉ sơ lược cho các bạn biết thôi, chứ còn các bạn mới chơi thì cái này nó không thiết thực cho lắm. Vâng, tôi đã xong cái phần hướng dẫn các bạn cách chọn đàn classic hay là acoustic, và hướng dẫn các bạn cách căng dây đàn cho đúng. Bài hôm sau có lẽ sẽ vào thực tế, vào học luôn. Đó là điệu Snow Rock. Đây cho các bạn nghe qua điệu Snow Rock và học âm đô chấm, sẽ là bài học đầu tiên của hôm sau. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong phần chia sẻ lần sau. Chào các bạn.